Mời các bạn đến với diễn biến trận đấu giữa đội Thái Huy trong trang phục màu hồng và đội đến từ Trà Vinh trong trang phục màu vàng. Không, lúc này mới ghi vắng có 1 tuần 2 tuần mà đội em mấy ngày mà tường tốt ghê. Có tiến bộ rõ. Lên ghê. Bữa nay đá là mạnh hơn nhiều. Mình đá đó con, bình tĩnh, đá đi. Giờ bu thấy không? Ở đâu bật tường như hồi sáng nữa. Giờ bắt bóng cũng dụng về thôi à. Tiếp tục. Đá biên cho đội Trà Vinh. Thôi. Đá đi, đá đi. Ừ. Mạnh dạn lên. Đá biên cho đội Trà Vinh. Áp luôn, áp luôn. 1-1. Chặn hướng bóng luôn, lùi lại chút nhi. Chặn hướng bóng luôn. Đó. Nhả. Tiếp tục. Không vẫn còn. Đúng rồi. Thôi đâu về đứng vô vậy bố. Ok, bên đó. Đó biên cho đội Trà Vinh. Đúng rồi. Tiếp tục. Nhớ lên con. Rồi bây giờ là một quả đá góc. Lên cao luôn. Đó. Đá phạt dành cho đội Thái Quy. Sút. Tiếp tục là một cú đá phạt góc. Ok, lên. Tiền. Tiền. Bắt luôn. Vào. Tiền. Bò cắt cái mặt bò. Bắt lên đâu. Đặc thù của đội Thái Quy là đá biên, là chúng ta chấm banh và sút thẳng vào cầu môn. Đó cũng là một chiến thuật rất là tốt. 1-2. Thằng cao. Chấm lại đi, đừng dừng cho. Đá luôn. Sút xa, tiếp. Liên tục là những cú nạp về cung thành của đội Trà Vinh. Tiếp tục bóng đang trong chân các cô gái Thái Quy. Ok, đè bóng luôn. Không được. Đá biên dành cho đội Trà Vinh. Đá biên dành cho đội Trà Vinh. Không được. Tiếp tục bóng đang trong chân cô gái số 12 của đội Trà Vinh. Sút. Không được. Góc á, cắt góc á. Cắt ngang. Đá góc dành cho đội Trà Vinh. Tiếp tục. Đá đi, ném cao. Ném đi. Rồi quay về đi. Đi luôn nè. Chạy nhanh. Luôn luôn. Chân ơi, nhìn ta cho ném bóng nào thủ môn ấy, nó chọ bóng chùi xuống ngay xuống đất nào là lực rất mạnh nha. Con nhìn lát thủ môn bên Trà Vinh nó ném nè. Rất là tốt. Ném vậy bồ mới dễ lấy phải không? Còn ném bóng bổng mất thường mất bóng. Đá góc dành cho đội Thái Huy. Nè. Tiếp tục nào pha đá góc. Tiếp tục. Quả đá góc thứ 3. Tiền kêu, tiền. Sao? Chết. Cầu thủ số 10 bên đội Thái Quy đã mở tỷ số đầu tiên. 1-0 nghiêng đội Thái Quy, dẫn trước đội Trà Vinh.
Lôi. Đá biên dành cho đội Trà Vinh. Nước lên bóng đi. Nhân. Không kịp. Phối hợp. Giữ người. Đúng rồi. Cắt luôn. Đúng rồi. Ok. Một cú sút xa ở khu vực giữa sân của đội Thái Quy đã mang về cho đội mình một quả đá góc. Hồi nãy cũng chính vì một quả đá góc này mà mang về tỷ số 1-0 cho đội Thái Quy. Và bây giờ tiếp tục là một quả đá góc tiếp theo. Di chuyển, đón bóng đi. Đúng rồi. Sút. Ngay vị trí thủ môn. Thủ môn phản xạ rất là tốt. Thủ môn đến từ đội Trà Vinh trong trang phục số 12, rất là cao to. Luôn tiền. Đúng rồi. Đi, dạ cá mạnh lên. 7. Dứt. Không kịp. Tiền. Dứt đại đi. Trên sân chúng ta trong trang phục màu hồng là đội đến từ thành phố Bình Minh, là đội của huấn luyện viên Thái Quy. Thời gian gần đây đang làm mưa làm gió trong làng bóng đá nữ ở thành phố Vĩnh Long. Đá góc dành cho đội Trà Vinh. Dẫn đá sẹt ngang con đá lên cao. Cao luôn. Phát bóng lên cho đội Thái Quy. Thủ môn ném bóng rất là xa. Kết thúc hiệp 1 với tỷ số 1-0 nghiêng đội Thái Huy. Xin chúc mừng các cô gái trong trang phục màu hồng. Mời các bạn đến với diễn biến hiệp 2 của trận đấu. Tỷ số đang là 1-0 nghiêng về đội Thái Huy trong trang phục màu hồng. Không được. Khoảng không dành cho đội bóng đang ở khu vực giữa trung tâm. Tiếp tục. Đội Trà Vinh. Không được. Bây giờ là phản công dành cho đội Thái Quy. Không kịp. Trúng. Đá góc cho đội Trà Vinh. Sóng gió đã trôi qua. Đội Trà Vinh bắt buộc phải lỗi cầu thủ số 3. Đá phạt dành cho đội Thái Huy. Bóng đang trong chân cầu thủ số 10 của đội Trà Vinh. Không được. Đá biên dành cho đội Thái Huy. Tiếp tục là đá biên dành cho đội Thái Huy. Không được. Thủ môn của đội Trà Vinh nhìn rất là chắc. Phản công ngược lại rồi Thái Quy. Cầu thủ số 31 chúng ta đang có bóng. Không được. Bóng lại về chân các cô gái màu vàng. Không được. Tiếp tục đá biên cho các cô gái màu vàng. Không được. Cầu thủ số 10 đang đi bóng rất tốt. Số 9. Bóng rất bổng và còn ôm, nhưng rất tiếc nó không đi chính xác. Ném bóng lên cho đội Thái Quy. Bóng vẫn còn. Bóng vẫn còn, phản công cho các cô gái Trà Vinh. Không được. Ném bóng lên cho đội Thái Quy. Sau khoảng một tuần gặp lại thì đội Thái Quy chúng ta, các cô gái đã trở nên mạnh mẽ và đã rất tốt. Đây là những cô gái khởi xướng và đây tương lai của các đội bóng nữ ở thành phố Vĩnh Long. Thành phố Vĩnh Long chúng ta đang đình đám nổi lên ba câu lạc bộ. Không được.
không được. Thủ môn rất là xả. Sau pha lăn xả, cầu thủ số 12 thủ môn đã làm cho bóng bật ra và cầu thủ số 10 đội Thái Quy đã nhanh chóng chớp cơ hội nâng bàn thắng của mình lên là 2-0 dành cho đội Thái Quy. Phản công cho giác cô gái Trà Vinh không được, thủ môn ra banh rất hợp lý đã cứu thua một bàn trong thế cho đội Thái Quy. Phát bóng lên dành cho đội Thái Quy, lực ném của các bạn rất là tốt, không được, đá biên dành cho đội Thái Quy. Không những con phản công dành cho đội Trà Vinh không được, tiếp tục bóng đang vô chân cô gái số 16 của Trà Vinh không được, đá biên dành cho đội Trà Vinh. Không được. Phản công nhìn chơi. Không kịp. Và bây giờ tiếp tục là đá biên nhìn cho đội Thái Quy. Tỷ số bây giờ đang là 2-0 và thời gian cũng đang ủng hộ các cô gái trong trang phục màu hồng của đội Thái Quy. Với sự dẫn dắt của thầy Huy Lương thì đội bóng màu hồng của chúng ta đã tiến bộ rất rõ rệt và nhanh chóng. Phản công dành cho cô gái màu vàng, Trà Vinh số 5 sút không được, chân trái không được. Và bạn số 20 có vẻ đang bị đau. Tiếp tục phản công cô gái số 21 đang có bóng, không được. Cầu thủ số 10 đã chùi bóng chính xác. Xin lỗi mọi người. Đá biên dành cho đội Thái Quy. Không được. Thủ môn bắt bóng rất chính xác. Thủ môn ném bóng rất là hay. Khu vực giữa sân. Cầu thủ số 11. Không được. Phản công dành cho đội Thái Quy. Sút. Không được. Phát bóng lên. Cơ hội dành cho đội. Không kịp. Đá biên dành cho đội Trà Vinh. Ở bên trong cầu thủ số 5 và cầu thủ 16 đang phía trong cầu môn. Không được. Bóng đã vào cầu môn nhưng rất tiếc không chạm cầu thủ nào. Xin chúc mừng đội Thái Quy giành với bàn thắng với tỷ số 2-0 trước đội Trà Vinh. Xin chúc mừng các cô gái.